Chào các bạn, hôm nay mình xin đem đến cho các bạn. Các bạn thấy gì không? Hiện tại thì trên màn hình của mình đang là cái thanh nét RGB đang chạy các bạn. Để mình cho các bạn xem nha. Đấy, nó đang chạy các bạn. Đấy, đây chạy nhanh. Đó, rất đẹp các bạn. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt cái thanh nét RGB này. Thì link mình để ở phần dưới mô tả và comment nhé. Các bạn vào đây medify.com. Đây, viền led RGB cho Android. Các bạn nên nhớ nha, là dành cho Android 6.0 trở lên các bạn. Và đây có nút download à, các bạn ấn vào tải về. Rồi, ở đây mình đã tải về xong. Và bây giờ chúng ta thoát ra màn hình chủ. Rồi thì cái trạng thái thì đây là ứng dụng có tên là Borderlines, có hình chữ B màu đen các bạn. Các bạn ấn vào vãi tiếp. Thì ở trên thanh trạng thái thứ nhất đó chính là tốc độ của dây led. Cái thứ hai là độ đậm nhạt của dây led. Cái thứ ba là tròn méo của dây led, làm tròn. Đó, tròn méo. Đó. Đó, tròn méo. Và đây có một cái ứng dụng, đó chính là thiết bị giả lập tai thỏ như vậy. Đây, để điều hướng được tai thỏ to ra hoặc rộng vào đó. Đó các bạn. Đấy. Ngoài ra còn các bạn vào phần âm mưu ảnh, đặt một chiếc ảnh là ảnh đại diện đó. Đó, vậy mà đã có ảnh đại diện. Các bạn cân chỉnh sáng. Cân chỉnh màu sắc các bạn. Độ sáng nhạt, sáng đậm. Đó, vậy là chúng ta đã có, vậy là chúng ta đã có một thanh led RGB rất chi là đẹp, dành cho giới yêu để trưng Tết các bạn ơi. Rồi.
Thì mình xin được kết thúc video ở đây. Chúc các bạn thành công. Bye bye.